vừa dễ đi. Ăn đạt với cục mỡ trái kẹo. Ôi ơi, đừng có ơi, đừng có tặng anh. Cái mặt này nghèo quá, cái này không phù ra cùng đội với ai. Cùng đội với người ta, nhiều khi mình nào đánh nặng người ta thì mình cũng thấy tủi thân người ta. Ôi vậy là anh Đạt không biết rồi. À. Cái mặt của anh Chí là vậy. Đâu, không biết ngay mà hơn tôi. Biết quê là cái gì đâu. Ủa, chị Nhi. Mẹ ơi, chị Nhi. Câu 1, câu 2 là cục mỡ trăm vô em liền rồi. Tại em địch với anh. Chị nói thì luôn mới như kiểu nhà mới như kiểu nhà sao chứ. Cái đầu tôi mỡ. Cái gì cũng có. Cái này đó. Đọc hỏi gì á? À, cái này đó. Cái sao người ta quên mẹ bé ai? Sao đấy ạ? Trời ơi, uống nước hả? Giao lưu chơi lẻ thôi chứ mà chả kèo bình thường. Đó, đồ, đồ, đồ.
mà nhau cái gì đâu chị đó chờ bé làm với lại chị được lấy cái gì mà không bao giờ mà hát đâu đâu. Anh Đạt ơi, em bây giờ này anh Đạt, em anh lấy cái kèo này cho em gặp bụng chân gái. Anh mở ra trả luôn. Thôi, nói chung là kèo này cho tập thể dục 1 phút thôi. Tập thể dục theo nhà. Cũng là 59 giây nha, còn giây còn lại là cho ngồi nghỉ cũng được. Không, đây, kiểu, tập thể dục, đây, như này. Cô, tại vì em, nó cũng bụng một dối nữa nó trời. Đi bụng bụng. Đây nha. Cô dạy em phải tập thể dục 7 tháng. Đấy, nhạc, nhẹ nhàng. Ở ta mà nhìn cao đi. Cảm ơn chị.
nó. Ôi ta hình như là thắng nhiều lắm mà ta. Này chị ơi, chị tỏ em đen nó kìa mơ đấy. Dạ, cảm ơn chị Trang ạ. Cảm ơn chị Nguyên. Cảm ơn Mạnh, cảm ơn Thảo Ly. Cảm ơn Cảo ạ. Cảm ơn Cảo ạ, cảm ơn tất cả của em. Cảm ơn Cảo ạ. Cảm ơn chị An Ý, cảm ơn chị Nguyên Phu Đăng Vy Phi. Cảm ơn chị Nguyên. Anh chị ơi, mọi người trả thành dưa hấu với bọc thịt. Cảm ơn anh, cảm ơn anh, cảm ơn nhà con. Cảm ơn chị Trang, chị Nguyên. Cảm ơn mọi người, cảm ơn em, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Cảm ơn. Cảm ơn chị Nguyên, cảm ơn Hạ Vui cũ. Thương đen chị An Ý Chu, cảm ơn mọi người. Tôi nói nhỏ luôn. 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 Tô
được.
của mình nó to quá trời. Rồi, ra đây đây. Vô đây. Hạ xuống. Nằm tập 4. Nhanh chậm cho nhà 1 phút. Trời ơi, dạ. Anh Đạt ơi, được, để anh ngồi nhà, để anh, cái này anh làm được. Nào, chuẩn bị này. Nhưng mà bấm, có bấm giờ đi em. Câu này bình thường ấy. Em sợ là trả không đủ chứ. Sao mà... Nào, chuẩn bị chưa? Ok, bắt đầu này. Cảm ơn chị Thu, cảm ơn chị Phương, cảm ơn chú Hương Thịnh, anh Lê, Phương Phan,
anh lên chứ cô chú cô chịu gì á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không biết được mở bên đội mình thì nó nhận mình vui, mình nó bên đội mình khác mình chết vậy đó. Còn em là sợ nhất chịu anh tặng đâu kéo á.